Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Hải, trưởng phòng tin học thống kê Sở Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh, trong xu thế phát triển như hiện nay, khoa học công nghệ có vai trò rất quan trọng trong việc phát minh và ứng dụng vào sản xuất và cuộc sống. Vì vậy, trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Hải cần nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết với cơ quan đơn vị, có nhiều sáng kiến để phục vụ sự phát triển chung của tỉnh.